Xin chào tất cả mọi người, và chào mừng em đã tiếp tục quay trở lại với tựa game Cá Lớn Nuốt Cá Bé. Lại là tôi đã về đây. Chắc chắn là anh em cũng đang thắc mắc là tại sao mà tôi hôm trước vừa mới đăng video về cái game này xong, hôm nay lại đăng tiếp rồi. Và tôi biết nhiều bạn cũng đang suy nghĩ trong đầu rằng: ui giời ơi, cái thằng này thấy cái game này nhiều view xong rồi lại vắt sữa à, công nghiệp à. Thì cũng có tí gọi là vắt sữa thật, nhưng mà anh em hiểu lầm rồi. Cái lý do chính mà ngày hôm nay tôi tiếp tục quay về cái tựa game này ý, là bởi vì ở tập trước tôi làm một cái con tôm nó rất là chán đời. Tôi vào tôi cứ bị ăn thịt từ đầu đến cuối thôi, rất là cay anh em hiểu không? Thế nên là ngày hôm nay chúng ta mới có cái video này để rửa nhục ngay lập tức, làm một cái con cá thật là mạnh mẽ, một con thủy quái đáy biển để đi bón hành cho mấy cái thằng khác. Sao, anh em không tin đúng không? Nhìn mặt uy tín thế này mà không tin là dở rồi. Vậy thì bây giờ để tôi chứng minh cho anh em xem là ngày hôm nay tôi đã trở thành một con cá nó mạnh mẽ như thế nào. Tuy đây mới chỉ là hình dạng một thôi, nhưng mà anh em nhìn mặt tôi, nó cũng toát lên một cái vẻ rất là máu lạnh, hàm răng sắc nhọn, và tất cả những con cá lớn xung quanh không thể làm gì tôi hết. Đó anh em thấy chưa, tôi ung dung bơi giữa một bầy cá lớn, chả ai dám nhòm ngó gì. Bởi vì chắc hẳn bọn nó cũng tự biết được ở dưới đại dương này tôi là một cái con quỷ như thế nào. Ấy dạ, anh bạn này bồ lão ạ, làm sao? Anh bạn này làm sao? Bây giờ tao không phải là con tôm yếu đuối như ở tập trước nữa rồi, hiểu chưa cu? Hiểu chưa cu? Ngất liền chứ còn gì. Ui dồi ôi, mọi người đã tin chưa? Nào 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 mấy cái thằng này nhá, tranh ăn à? Tự đi mà kiếm ăn chỗ khác đi, tranh ăn cái gì thằng này? Tranh ăn này, này thì tranh ăn này. Được chưa? Anh em thấy sao, bao nhiêu điểm đây? Lên level 2 liền, quá là tuyệt vời. Tuy tôi chỉ đang là ở hình dạng 1 và chỉ là một cái con cá bé, nhưng mà tôi đã có thể tấn công được những cái bọn cá lớn xung quanh rồi. Thì anh em hiểu là ngày hôm nay tôi mạnh mẽ như thế nào rồi đấy. Nói chung là tôi có tổng cộng 4 hình dạng tiến hóa nha mọi người. Và hiện tại là tôi bây giờ phải lên level 5 thì mới có thể tiến hóa tiếp được. Còn 3 cấp độ nữa thôi. Tất nhiên là ngày hôm nay tôi không phải đi ăn mấy cái con tép bé tí, hay là mấy cái tảo biển hay mấy cái vớ va vớ vẩn nữa rồi, mà tôi chiến bọn cá lớn luôn anh em ạ. Thằng này ăn uống cái gì? Ấy dạ, thích 2-1 à? Ui rồi anh em nhìn này, hai thằng to đùng đi bắt nạt một thằng bé ạ. Nhưng mà không ăn được thì nhục lắm đây chứ còn gì. Trời đất, đúng là bọn đó không ăn được tôi thật. Một thằng thậm chí nó còn bỏ chạy rồi anh em ơi, để mặc kệ bạn nó cho tôi giết này. Ok, level 4 luôn. Một tốc độ tăng trưởng phải nói là thần tốc anh em ạ. Một level nữa là tôi sẽ tiến hóa được lên hình dạng 2. Từ từ nha, bắt nạt thử con to này xem nào. Úi dồi ôi, chạy tóe khói. Con này là một trong những con to nhất ở cái khu này, nhưng mà vẫn bị tôi bắt nạt anh em ạ. Bởi vì tốc độ của tôi rất là nhanh, và tôi cắn thì nó sẽ không thể quay đầu là nó đáp trả tôi được. Ấy da, nhưng mà nó có thể đẩy tôi ra được nha. Anh em biết tại sao cái con cá lớn này nó không phản công lại được tôi không? Bởi vì nó quay đầu rất là chậm, không thể nào linh hoạt như tôi được. Thế nên là nó có đuổi bằng rời cũng không bắt được tôi đâu. Ui giời ơi, nhưng mà đẩy cho phát gần chết rồi. Thôi thôi thôi, té đi. Tôi vừa nhận ra thêm một điều, đó chính là chúng ta chỉ bắt nạt được mấy cái con cá lớn hơn mà hiền hiền thôi. Này ra, chào anh bạn tôm. Nó xin tí thịt để lên level 5 cái nào. Mãi chưa tiến hóa được đây. Nãy giờ mất thời gian quá anh em ơi. Đây, có thể anh em nào chưa biết thì ở tập trước tôi làm mấy cái con tôm yếu đuối như thế này này. Đó, thề luôn. Anh em nào mà xem cái video trước của tôi thì anh em mới đủ hiểu là tôi làm con tôm nó khổ sở và cái cuộc sống nó trầm cảm như thế nào. Ok, sau khi đạt đủ level 5 thì tôi đã tiến hóa lên được hình dạng 2 rồi này. Rất là nhanh luôn. Để xem mặt mũi thế nào nào. Uầy, trông đỉnh thực sự anh em ơi. Có vẻ như hình dạng 2 này người tôi nó đã dài ra được một chút, bơi nó cũng nhanh hơn một chút. Cắn để xem nào. Cắn chắc là phải khỏe hơn hay nhanh hơn gì chứ nhỉ. Uầy, cắn nhanh hơn thật anh em ơi. Đỉnh đỉnh đỉnh. Thế này thì chúng ta sẽ trở thành bá chủ sớm thôi. Ok ạ. Đâu ra vậy? Tôi quên mất là hiện tại tôi đang ở vùng nước mới rồi anh em ơi. Và cái vùng nước này sẽ có rất là nhiều những cái con cá nó bệnh hoạn và nó khỏe hơn tôi. Đó đó đó, anh em thấy chưa? Kìa, tranh ăn kìa. Cái thằng này. Nào bỏ ra. Ui dồi ôi. Cũng khó nha, không dễ tí nào đâu. Từ từ đã. Ui, cái gì đây? Anh em nhìn này. Tôi có thể tàng hình. What? Hình như là ở hình dạng 2 này tôi sẽ có khả năng tàng hình được anh em ơi.
cứ mỗi lần đi xuống mặt đất là chúng ta sẽ ẩn thân được. Và cái khả năng này sẽ giúp cho chúng ta trốn được những cái con cá mạnh mẽ, và sẽ giúp chúng ta đi săn các thứ nữa. Ui, tiện lợi phết nhở. Không ai nhìn thấy tôi cả. Chúng ta ẩn thân chi thuật như kiểu là một con tắc kè vậy. Ủa, từ từ nha. Ui, sao bên kia có hai con đồng loại mà sao hình như đang ăn thịt nhau hay gì kia. Đúng là cái vùng nước này nó bệnh hoạn thật anh em ơi. Cẩn thận cả mấy cái con cá mồm to này nữa này. Nó nuốt phát là đi đấy. Ai? Nhìn cái gì hả mày? Giật cơ mình ạ. May quá, nếu tôi không tàng hình kịp thì pha đấy chắc vào bụng nữa rồi. Thôi tập trung đi săn nào. Bây giờ phải lên level 5 thì mới tiến hóa tiếp được hình dạng 3 anh em ơi. Tính ra là từ nãy giờ vẫn dừng chân ở level 1 chứ. Ok, tôi vừa đánh chén được một con cá khá to, rất nhiều thịt. Bên kia cũng có một con kìa. Không biết con này có hiền không ta. Trông có vẻ khá là béo múp này. Tôi có nên tấn công nó không? Chắc là không đâu. Thôi làm tí cua đi cho nó an toàn. Hơi hèn tí nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải tiến hóa chứ đúng không? Đây, bắt được thêm con này này. Làm phát nữa thì lên. Không hiểu cái thằng kia đâu ra nữa. Chính vì đây là một cái vùng nước bị ô nhiễm thì nên có khá là nhiều những cái con cá quái dị và những cái con cá mạnh em ạ. Thế nên chúng ta vẫn phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau thật là kỹ càng, chứ không thể chủ quan được đâu. Rồi, sắp lên level 4 rồi này. Làm nhẹ chú cá xanh này đây. Ơi giời ơi, chạy đâu thế anh bạn? Xin tí tiết canh xem nào. Chạy làm sao được. Anh em để ý là tôi cắn liên tục như thế này bọn nó không nhúc nhích nổi nhá. Ấy ra, có anh bạn cá bé nào vừa lao thẳng vào mồm tôi xong đi luôn anh em ơi. Chắc là định tranh ăn nhưng mà hơi đen. Thôi, thích úp mặt vào sông quê thì chiếu. Đây, 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 thằng này. Nãy cắn hơi nhiều đấy cu. Nãy nó giết tôi mấy lần anh em ạ. Rồi, tôi bây giờ công trước thì nó làm sao mà thủ. Ôi giời ơi, đơ chưa. Ô lao nó quen à. Ui dồi, cả miếng thịt khổng lồ thôi xin nhá. Ăn đống này lên level 5 luôn. Ui, và chúng ta đã đạt được hình dạng 3 rồi anh em ơi. Ở hình dạng này thì chúng ta sẽ phải đạt được cấp độ 20 thì mới có thể tiến hóa được tiếp à. Khá là dài nhỉ. Thôi nhưng mà trước hết tôi sẽ cho anh em xem qua về cái cơ thể của tôi hiện tại này. Răng nhọn, mặt ngầu lòi, trông có vẻ cứng cáp hơn rất là nhiều. Để săn thử con gì đó xem nào. Ui, hình như tôi cắn một phát con cá kia bất động luôn anh em ạ. Ủa mà tính ra hình dạng của tôi cũng to phết đấy chứ. Kích thước khác hẳn so với bọn xung quanh luôn. Ui dồi ôi, mỗi thằng một đợp thế này thì. Vậy là khi ở hình dạng 3 thì cái hàm răng của tôi nó sẽ không cắn nhanh nữa, mà nó sẽ chuyển sang kiểu cắn khỏe anh em ạ. Cắn phát nào là nó ra phát đấy. Mỗi thằng one hit. Ui. Ui ui, cái gì đây? Ui, hình như tôi vừa nhìn thấy cái gì ở phía sau anh em ơi. Lạ nhỉ, thôi ăn tạm con cá mập này đi rồi tính. Hình như tôi vừa thấy thủy quái là gì, thề luôn. Hay là do nhìn nhầm ta. Ui, anh em thấy chưa? What the f... Con gì vậy? Hình như là một con lươn khổng lồ anh em ơi. To phết nhở. Trông ghê thực sự. Từ trước tới giờ tôi chơi game này rất là hiếm khi thấy những cái cảnh tượng như vậy anh em ạ. Có vẻ như cái vùng biển này không ổn lắm rồi đây. Chúng ta sẽ phải cẩn thận mới được. À, sao thế anh bạn cá mũi kiếm? Cá mũi kiếm này. Rồi luôn, tôi đang thấy đằng xa có một con sứa khổng lồ anh em ơi. Gì vậy trời? Tôi đã cứ tưởng khi đạt được hình dạng 3 này tôi đã trở thành bá chủ rồi. Nhưng mà có vẻ như không anh em ạ. Đời chúng ta lại không như mơ rồi. Đó đó đó, lại cái gì kia? Trời đất ơi, lại con gì vậy? Sao ngày hôm nay chúng ta gặp nhiều mấy cái con thủy quái to đùng thế nhỉ? Mọi khi tôi có gặp mấy đâu. Anh bạn này không biết là thể loại gì nhưng mà đầu nhọn vãi. Cá kỳ lân à? Wow, ở đây có cả cá đuối khổng lồ này. Xịn thực sự. Nhưng mà rồi xong. Có vẻ như đi rồi. Cá kỳ lân đã tiêu diệt anh ta. Ủa cho em xin miếng anh nhá. Ừ ngon ngon, cho em xin mấy miếng thôi. Ủa mày quá, cho em húp tí. Anh dài này tốt tính đấy. Nào nào anh dai, sao lại quay đầu lại thế, em húp tí thôi mà. Thôi đấy, trả anh cả đấy. Em bú tí lên được level 3 là ngon rồi.
Ui giời ơi, lại con gì ở đằng xa kia? Ngày hôm nay là ngày gì mà sao tôi chứng kiến nhiều những cái con cá khổng lồ ở vùng biển đấy thế nhỉ? Mọi khi thì chả thấy đâu, hôm nay tự nhiên làm một cái con mạnh mạnh thì lòi ra một đống. Ơ mà con này cũng có vẻ hiền đấy chứ. Chiến thử xem sao. Ui dồi, thôi anh ơi, em nhầm. Em cho ra anh ơi, thôi, một hít. Ui dồi. Sai rồi anh em ơi. One hour later. Ok, giờ tập trung này. Tập trung đi săn thôi, không nhở nhơ được nữa. Chúng ta phải mau chóng đạt được cấp độ 20 để tiến hóa khẩn cấp, chứ nếu không là sẽ không ổn đâu. Nào. Ơ kìa. 2 hours later. Thôi, ơ kìa. Em có làm gì đâu anh trai, vừa mới lên lại được level 4. Ơ kìa. Sao cứ lên level 4 là chết thế nhỉ? 3 hours later. Đây, con này có vẻ to này anh em ơi. Đây mới chính là một con cá hiền ở vùng biển này này. Anh em nhìn cái thái độ của nó là biết. Những cái con cá kiểu này thì dù có ăn nhiều to lớn đến đâu ấy, mà chỉ cần gặp một cái con nào mà nó bé hơn một tí thôi, và nó là một giống loài mạnh, thì cũng yếu hơn. Từ từ nào, nhai con này hơi lâu nên là chúng ta sẽ phải quan sát xung quanh một chút. Nhiều thịt phết nhỉ. Ngon. Lên thẳng level 8, tuyệt vời. 2000 years later. Oh, what the? Con gì đây? Nào, thằng kia không tranh ăn nha. Úi dồi ôi, nãy giờ mới giết được nó chứ. Rồi, nó ăn tôi luôn đấy. Làm tí lươn đỏ đi. Con này cũng là một cái loại lươn biển này, và cũng khá là yếu. Ăn được. Ui giời ơi, con này đúng là một con mực khổng lồ anh em ơi. Kinh thực sự. Nó to tới mức mà tôi còn thấy được cả cái mồm của nó chứ. Hồi nào bình tĩnh em bạn ơi. Hiếp hộp cái gì đây? Anh già. Cấp 17 rồi. Cố gắng ăn nốt con này là lên được 18 nào. Cá nóc à. Ok, 19 nào. Một cấp độ nữa. À không, 2 cấp nữa mới đúng. Là tôi có thể tiến hóa được hình dạng thứ 5. Khổ sở quá rồi. Đó, đây một con cá mập lên nữa thôi. Là chúng ta sẽ lên được level 20. Yes. Uầy. Anh em nhìn này. Đây là hình dạng thứ 5 của tôi. Thì ra con này là được mệnh danh là một trong những con mạnh nhất à. Nào, cái gì đấy anh bạn siêu cá mập ơi. Uầy, con này như đánh được siêu cá mập luôn này. Con siêu cá mập kia cắn tôi rất ít máu luôn. Khỏe thực sự. Nói chung là cái hình dạng hiện tại của tôi thì chắc chắn chúng ta cũng chả còn xa lạ gì nữa rồi. Tôi cũng không ngờ đây là một trong những con mạnh nhất dưới đại dương đấy anh em ạ. Ở mấy tập trước chơi thì tôi cứ tưởng cái con này nó cũng kiểu dạng bình thường. Ai ngờ bây giờ được làm nó thử thì cũng thấy là kinh khủng. Một trong những con quái vật sở hữu tốc độ linh hoạt và cái tốc lực cắn kinh nhất dưới đại dương. Mồm to nữa. Ok, có lẽ là video ngày hôm nay chúng ta tới đây thôi. Anh em nhìn này. Ui dồi ôi, vãi trưởng thật. Nếu mà người thích thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh. Không biết đây có thực sự là tập cuối không anh em ạ. Nếu mà mọi người có đề xuất tôi làm thêm tập gì về cái tựa game này hay là con quái vật gì thì hãy bình luận xuống phía dưới nha.